Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip là đi chế tạo quét 3, cánh cấp 3. Lâu rồi mình không làm cái clip này. Có một vài người bảo là vũ khí và khiên thần thì không chế tạo được. Ở đây mình sẽ thử xem nó như thế nào. Các bạn chỉ cần đặt một viên sáng tạo và nó ra hiện ra nguyên liệu để chế tạo cánh cấp 3 rồi. Đầu tiên là nó không nguyên thì các bạn biết rồi. Nó nguyện, nó tâm linh, nó sáng tạo, linh hồn con đô. Linh hồn đô thì các bạn sẽ không chế tạo được mà các bạn sẽ phải đi đánh nó sẽ rớt ra. Lông vũ con đô thì các bạn sẽ phải chế tạo. Đây các bạn sẽ vứt một cái viên trao vào, nó sẽ hiện ra cách chế tạo lông vũ con đô. Đó, các bạn, nó hiện đây là ngọc tâm linh 11 viên, có nguyên ngọc sáng tạo. Cánh cấp 2 bất kỳ cộng 9 trở lên cộng 1 ốp. Đây mình có cánh cấp 2 rồi. Cánh cấp 2 cộng 9 rồi. Nhưng mà thêm 1 ốp thì mình sẽ đặt thêm một viên lai vào. Nó sẽ giảm 1 ốp. Item phun thần. Item phun thần thì có lẽ là cái này rất là hiếm nên là AD như là đã fix lại cho chúng ta là chỉ cần dùng item thần cũng được. Đó. Đặt vào nó sáng lên rồi nhưng mà không biết là có dùng được không thì mình cũng chưa thử. Và cái này mình đã đập lên cộng 7 và có một thêm một ốp ở đây rồi. Cánh 2 cộng 9 mình sẽ bước sang cái này mình đập. Ngọc tâm linh mình một viên đó, nó hiện lên cái lúc chế tạo này tỷ lệ thành công là 40%. Giờ mình sẽ chế tạo cho nó như nào. Mình bắt đầu. Vâng, chế tạo được. Có lẽ là vũ khí và khiên thì chế tạo được. Mình sẽ đặt cái khiên này sang. Vâng, vẫn không chế tạo được. Và đây mình có chuẩn bị sẵn một món đồ thần bình thường ở đây rồi. Nó là quần áo đang đi trên người. Dinh thần thì không tính đâu thì các bạn không đập được lên cộng 7. Mình sẽ chế tạo xem được không nhé. Vâng, thì đập thất bại. Mình đang ở server 2K3. Ở server này thì rất là nhiều đồ thần. Thì trước đây AD để tỷ lệ rất đồ thần rất là cao. Nhưng mà mình vừa kiểm tra là thì không thấy có linh hồn côn đồ ở trên chợ trời này. Chắc là do server này có nhiều đồ thần quá nên là AD không muốn cho nó rớt vì sợ không làm ăn được. Đó là mình suy nghĩ như vậy. Còn thật ra thì mình cũng không do lắm. Bây giờ thì link của mình đã hết decoy rồi. Mình sẽ chuyển sang một link khác để kiếm decoy tạo quét 3 tiếp. Do cái link bên kia của mình đã hết nguyên liệu để đập đồ nên là mình sang bên này. Đến server lớn 1 đây mình đang gom một số nguyên liệu là gần đủ rồi. Đồ thần cộng 7 một ốp, 11 viên ngọc tâm linh, quét 2 cộng 9, nhưng mà bây giờ mình có 8 rồi. Mình sẽ đập lên cộng 9. Không biết làm sao để cho lên cộng 9 này. Quét 2 không có lắc. Cộng 9. Quá buồn. Hiện tại thì bên này nó cũng hết đây coi. Mình đã có mua hết lọc để đập đồ. Và bây giờ là mình sẽ tìm cách kiếm đây coi để mua ngọc. Do là mình đã hết đây coi là mình đã bán cái cánh đang đeo của mình đi để lấy đây coi mua ngọc đập đồ tiếp. Ở đây là mình đang có một cái cánh của tiên nữ, cánh thiên thần có lắc. Mình sẽ đập nó lên cộng 9. À, các bạn. Bộ mặt trường hợp nó vậy là mình cộng 6 rồi. 9 rồi. 6 rồi. Mình đang tập hợp tâm đang cộng 9. 7. Ô, 5. 7. Cộng 7 thôi. Cộng 8. Các bạn. Cần tiếp tục mình cộng 5. Tiếp tục xong, tiếp tục lên cộng 9. Sẽ biết cảnh này nó giống cái thần đồ lên cộng 5. Cấp 7 lại được 5. Có lắc lên xuống này là được thật. Có lên cấp 8 rồi. Xin 2 đó. Nhưng mà xem khác gì không.
Nhìn phải công lên cộng chí thôi. Cộng chí thành công. Và mình đã đi đập quyết 3. Chế tạo lồng vũ condo. Đây mình sẽ thiếu là 6 viên ngọc đỏ nữa. Ngọc đỏ 6 viên. Đây mình có 200 con. 6 viên. 2, 3, 4, 5. Mình sẽ tìm viên 2 viên. 3 viên. 1 viên. 2 viên. Ok. Chế tạo lồng vũ condo. Rồi. Rồi. Cánh của mình chưa có lắc, chưa có ốp, mình sẽ đặt một viên lai vào. Học sinh vậy, đặt vào. Để kiếm thêm dòng ốp thì mình sẽ tạo được lồng vũ condo. Đó, tạo lồng vũ condo vứt quét hai và nó hiện luôn nguyên liệu. Một trao 11 viên ngọc tâm linh. Viên ngọc sáng tạo. Một phi thần đâu nha. Các bạn không cần phải đồ phi thần đâu. Phi thần cộng lắc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo thành công. Yo. Lồng vũ condo. Điện cộng 40%. Và bây giờ mình đi chế tạo web 3. Và mình sẽ đi kiếm nguyên liệu. Và như vậy là mình đã kiếm đủ ngọc rồi các bạn ạ. Nhưng bây giờ mình lại quay lại để tiếp tục chế tạo cánh cấp 3. Mình sẽ đặt nguyên liệu vào. Đọc một viên sáng tạo và nó hiện lên nguyên liệu cần chế tạo. Bạn sẽ cần một viên trao mình nóng nguyên. Và thôi, nó biến mất một nguyên liệu rồi. Giờ mình đã đặt 10 viên ngọc đỏ này vào. Viên ngọc trắng. Một lồng vũ condo. Đó, nó ra chế tạo thành cấp 3. Tỷ lệ thành công là 30%. Thì hy vọng là sẽ thành công. Cái lúc chế tạo nó hiện lên là các bạn chế tạo được. Bây giờ mình sẽ cùng đếm ngược. 1, 2, 3, chế tạo. Thành công. Và có lẽ là bây giờ mình sẽ sang link khác để chế tạo, rồi về lên link này hết nguyên liệu rồi. Hết nguyên liệu và cũng hết decoy luôn. Và hiện tại là mình lại đang có mặt ở bên server Forest. Bây giờ nguyên liệu ở đây thì mình cũng đã kiếm đủ rồi. Quỳnh 2 cộng 9 thì cấp 2. Một đồ thần cộng 7. Thiếu một ốp thì đập một viên line. 10 viên ngọc tâm linh. Một viên trao, một viên sáng tạo. Rồi. Và mình lại tiếp tục đi chế tạo lồng vũ condo. Để chế tạo cho các bạn. Một đồ thần. Ok, tỷ lệ thành công 40%. Và bây giờ mình sẽ kết hợp. Thành công. Thành công lồng vũ condo. Có vẻ là chế tạo lồng vũ condo rất là dễ, nhưng mà cánh cấp 3 thì nó lại hoàn toàn khác. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm ngọc và ngọc tâm linh. Và như vậy là đã xong. Mình đã kiếm đủ nguyên liệu để chế tạo cánh cấp 3. Bây giờ mình lại đi tiếp tục chế tạo lồng vũ condo, linh hồn condo, ngọc sáng tạo, ngọc tâm linh 11 viên, ngọc ưng nguyện 11 viên và viên ngọc ưng nguyện. Và bây giờ mình lại tiếp tục chế tạo và mình sẽ bắt đầu đếm ngược 1, 2, 3. Chế tạo thành công. Đây. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cánh của cánh cấp 3 của thương thủ, cánh GL. Mà sao lại là 15% sát thương nhỉ? Cái nhìn cánh cấp 2 sao ấy? Để mình xem lại xem. Một cánh cấp 2 các bạn ạ. Không ổn rồi. Cái này nó không ổn rồi. Không hiểu tại sao lại ra cánh cấp 2 luôn.
Hình như là máy chủ AD đang bị loạn số hay sao? Có lẽ là đây là lần đầu tiên trong lịch sử chế tạo cánh cấp 3 lại ra cánh cấp 2. Nếu mà sau này AD không có biện pháp sửa chữa hay là khắc phục thì chắc là anh em sẽ rất ít người chế tạo cánh cấp 3. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã chế tạo thành công. Mình xin chúc các bạn chế tạo cánh cấp 3 may mắn hơn mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.